Đây là một cái túi giấy ma thuật. Thì bên trong túi giấy này có gì, chúng ta hãy cùng xem nha. Wow, chúng ta có một cái phong bì màu đỏ. Và phong bì này thì nó rỗng bên trong, không có gì cả. Wow, chúng ta lại có được một con ếch màu xanh và một con bò màu trắng, thực ra là trắng đen đó các bạn. Và túi này cũng không có gì bên trong cả. Bây giờ mình sẽ diễn trò thuật với lại con bò và con ếch này. Mình sẽ nắm cái sừng con bò. Đó, mình bỏ con bò này vào trong túi. Con ếch thì nó không có sừng, nó cũng không có tai. Mình sẽ nắm cái chân của nó. Đó, mình nắm chân con ếch, mình bỏ vô túi như thế này. Và bây giờ mình sẽ xốc lên. Và con bò, con ếch xáo trộn với nhau rồi. Bây giờ mình sẽ lấy ra một con ngẫu nhiên, đó là con bò nè. Bây giờ mình sẽ nhét con bò này vào trong cái phong bì này. Và chúng ta có hai con, đó là con ếch và con bò. Như vậy thì đây là con bò và đây sẽ là con ếch, đúng không nào? Bây giờ mình sẽ cầm lên, mình xoay 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Và chúng ta có được, đây là con gì các bạn nhớ không? Đây là con gì? Đây là con bò. Thì đây là con ếch. Mình búng lấy một cái thì chúng ta có được ta. Con ếch biến thành con bò. Và tất nhiên là con bò thì biến thành con ếch. Và nhiều người sẽ nghĩ rằng là trong cái này có cái gì? Không có gì cả. Và trong phong bì này cũng không hề có bất kỳ một cái gì cả. Có thể cho khán giả kiểm tra phong bì và cái túi. Thì đó chính là trò thuật này, bò và ếch trao đổi cho nhau.